Bắt đầu từ ngày 1 tháng 3, 18 trên 26 trường mầm non trên địa bàn quận Hoàng Sơn đủ điều kiện đã tổ chức đón trẻ trở lại trường để học trực tiếp trên tinh thần tự nguyện của các bậc phụ huynh. Công tác phòng chống dịch COVID-19 được tất cả các trường đặt lên hàng đầu. Ghi nhận của chúng tôi tại tất cả các trường mầm non trên địa bàn quận được tổ chức đón trẻ. Công tác phòng chống dịch được thực hiện rất kỹ lưỡng. Giáo viên và nhân viên y tế có mặt từ sớm để làm nhiệm vụ đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đưa trẻ vào lớp theo phân luồng đã quy định. Các quy trình, phương án phòng chống dịch được thực hiện theo đúng quy định của Bộ Y tế và đã được nhà trường thông báo đến từng phụ huynh. Khi cho bé đi học lại thì mình vẫn có cảm giác lo lắng. Nhưng mà thay vì đó thì mình cũng mong, mình cũng tin tưởng nhà trường là sẽ có tạo môi trường an toàn cho bé khi đến trường. Vì vậy mình sẽ đồng hành với nhà trường để cho con mình đến lớp. Hàng ngày thì tụi em có là kiểm tra là vệ sinh khử khuẩn nè ở trong lớp học nè, trước mỗi buổi học và sau mỗi buổi học, kiểm tra cái vấn đề mà công tác là sát khuẩn tất cả các dụng cụ đồ dùng đồ chơi, đảm bảo theo quy định bằng dung dịch khử khuẩn. Qua thống kê, tỷ lệ đến lớp ở trẻ mầm non hiện nay ở các trường mầm non trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn chỉ dao động ở sĩ số từ 15% đến 20%. Thế nhưng, nhân viên, giáo viên vẫn được huy động toàn hệ thống, đảm bảo vận hành tất cả các khâu. Đặc biệt, bố trí phòng cách ly thuận tiện ở mỗi tầng học, theo dõi chặt chẽ diễn biến của trẻ để có biện pháp xử lý kịp thời, giảm thấp nhất nguy cơ lây nhiễm trong lớp học. Thì số lượng trẻ trong trường thì nó không có nhiều. Tuy nhiên, cũng cho thấy được cái nhu cầu của phụ huynh là mong muốn cho trẻ đến trường. Trong cái thời gian này thì nhà trường và toàn thể đội ngũ đã cố gắng hết sức để làm tốt nhất cái công tác phòng chống dịch cho trẻ trong thời gian trẻ ở trường. Thực hiện tốt cái quy định của nhà trường là trong giờ đón đưa trẻ thì không vào trong khuôn viên nhà trường để đảm bảo an toàn cho các con. Đồng thời nhà trường cũng đã tuyên truyền đến phụ huynh là đối với những trẻ mà có cái những biểu hiện như là ho, sốt, ngạt mũi thì không cho con đến trường để đảm bảo an toàn cho các con. Được đến trường học trực tiếp với cả cô trò và phụ huynh, đó là tâm trạng háo hức, xen lẫn âu lo. Trên tinh thần thích ứng linh hoạt và an toàn với dịch bệnh COVID-19, điều cần thiết chính là sự chủ động sẵn sàng phối hợp chặt chẽ giữa phụ huynh, giáo viên và nhà trường trong giảm thiểu các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.